Thưa toàn thể vị và đón tiếp chương trình, lên xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc được mang tên Áo Mới Cà Mau. Và với ca khúc này, xin quý vị cùng hướng mắt về sân khấu và cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón người đẹp Kiều Oanh. Và xin mời tiếng hát của anh Vũ lên trợ diễn. Và sau tiếng hát của Kiều Oanh là tiếng hát của câu lạc bộ Tuyết Mai chuẩn bị. Nghe mũi kêu nhớ dùng thầm bao.